Ê, cậu gọi tôi ra gấp như vậy là muốn tôi nhìn thấy cậu say xỉn à? Say xỉn thì sao? Cậu đừng tưởng tôi sẽ tội nghiệp cậu chứ. Tôi cần gì anh tội nghiệp chứ? Lúc trước khi mà anh vu khống cho tôi, anh cũng chỉ muốn tôi rời khỏi Mã Thị thôi mà. Ê. Làm gì vậy? Anh muốn tất cả người nhà họ Mã đều cho rằng tôi là người đã báo ICIC. GC cũng chia tay với tôi. Anh vui rồi chứ? Cảm ơn nha. Vì muốn cứu Mã Thị cùng với cái gì hả? Với Long Văn Miêu kết hôn. Mã Triển Hồng, anh ngoài trừ nợ tôi ra, anh còn nợ GC nữa. Cậu khoan kích động như vậy. Tôi cảm thấy cậu nên tự mình suy nghĩ lại. Cậu đã vì cô ấy làm qua những gì? Cậu đã ở bên cạnh Long Văn Miêu lâu như vậy, không thể nào không biết anh ta làm qua chuyện xấu gì. Nếu như cậu muốn cứu cô ấy thì đừng có nói suông như vậy, phải có hành động thực tế. Con người của anh ác như vậy, tại sao anh không nghĩ cách cứu cổ đi? Được, nếu như cậu với tôi đều cho rằng là đang mắc nợ cô ấy, vậy thì phải xem cậu có đủ gan làm không. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Hiện nay trong tay tôi có một quả bom, cậu có dám cho nổ không? Tại sao lại không dám? Nổ thì nổ thôi. Xin chào ông DeRossi. Marco, Hoan nghênh ông tới Hồng Kông. cảnh vật đẹp quá. Đây là chiến trường đẫm máu của tôi. Ông không cần phải cố tình tới đây đâu. Kế hoạch của chúng ta đang rất thuận lợi. Nếu như tôi không bay qua đây thì tôi cũng không biết được hai nhà họ Long Mã đang ăn mừng kết hôn. Marco, cậu muốn giấu tôi tới chừng nào đây hả? Đây chính là vấn đề lúc trước tôi đã đề cập với ông. Tôi hy vọng là cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta trước đây. Nếu cậu không thể thực hiện lời hứa đó, cậu cũng biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào rồi. Cái đó khiến tôi trở tay không kịp. Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi có thể khiến cho chuyện đó ngừng lại. Được rồi, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Đó là một lời hứa. Mặt khác, tôi nghe nói là có người đang lén lút tìm hiểu chuyện của ba tôi ở Singapore. Cậu có cách nghĩ ra sao? Có phải là người nhà họ Mã hay không? Vậy thì tôi không biết, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên khi họ làm như vậy. Vì ông đã ngừng bỏ vốn vào. Vậy họ có phát hiện ra cái gì không? Không, đương nhiên là không. Nhưng tôi sẽ cho người đi giải quyết. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận. Và Marco, tôi không muốn nhìn thấy hôn nhân của hai nhà họ Long Mã thành công đâu. Ông đừng quá lo, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Làm sao? Trong tay tôi có một thứ chắc chắn sẽ thành công. Hồ Quy, bây giờ tôi muốn nói với anh về chuyện của hai người này. Ai vậy? Không tìm thấy. Có coi tấm hình mà hồi nãy tôi gửi cho cô không? Là người đó cầm hình của hai má con Mandy tới kiếm tôi. Anh ta điều tra từ Malaysia tới Singapore. Tôi nghĩ chuyện này không còn giấu được nữa rồi. Không giấu được cũng phải giấu. Tôi trước sau cho anh nhiều tiền như vậy, tôi chính là muốn anh giải quyết vấn đề. Vậy cô muốn tôi làm thế nào đây? Anh muốn làm sao tôi mặc kệ, cũng không liên quan tới tôi.
Nói chung đừng để lại bất cứ phiền phức nào, tự anh giải quyết đi. Trình Phong, sao mà rảnh quá hẹn tôi xuống uống nước gì nè? Ngồi đi, tôi gọi cà phê cho cô rồi. Cảm ơn. Nè, có chuyện muốn hỏi cô nè. Cô với Trình Phong đó có còn giữ liên lạc không? Sau khi chúng tôi rời khỏi trại mồ côi, thỉnh thoảng hẹn ra ăn cơm. Sao tự nhiên lại nhắc tới anh ta? Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh ta giúp. Giúp cô? Ừ. Tôi nhớ là Trình Phong có quen rất nhiều người trong giang hồ. Tôi muốn hỏi anh ta xem ở bên Singapore có cách nào kiếm người điều tra ra chuyện mà ông De Rossi rút lại vốn hay không. Cô cũng biết rồi, trong nửa năm nay chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không có liên lạc với anh ta. Với lại anh ta hay bôn ba khắp nơi, không có kiếm được anh ta. Vậy không sao đâu, tôi tự kiếm những người khác xem sao. Trịnh Phong à, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì hả? Có gì đâu, tại sao cô lại lo vậy? Sammy hồi nãy nhắc đến anh, tôi đoán là cổ biết được anh đang điều tra cổ. Biết cũng không có gì lạ. Tối qua chúng tôi đã kiếm được vệ sĩ Hồ Quy, còn để cho anh ta chạy thoát. Chân tâm hành động nhanh như vậy thì chứng minh hai người đó vẫn còn liên lạc. Nói chung là anh phải tự mình cẩn thận đó. À đúng rồi, bên ông Địch La Tư điều tra được gì rồi? Bên ông Địch La Tư có chút tiến triển, nhưng chứng cứ thực chất thì chưa có. Để tôi xác định rồi sẽ thông báo với cô. Vậy được thôi, nói chung không điều tra được gì cũng không sao, quan trọng nhất là anh được an toàn. Lạc Nghi à? Chuyện gì? Không có gì, tôi về Hồng Kông sẽ kiếm cô. Được, đợi tin tốt của anh. Bye bye. Bye bye. Marco. Xin chào. Sao hả, thiệp mời đã làm xong rồi à? Đúng vậy. Có phải ngày đính hôn càng sát ngày, tâm trạng càng căng thẳng không? Em chỉ lo lắng không biết có mời sót người không thôi. Em có tự lo lắng cho mình không? Lo lắng? Em với Giang Biêu tốt lắm mà. Thực ra trước giờ em cũng hay nói em và anh ta không gặp được mấy lần. Và em cũng đâu phải loại người tin tình yêu sét đánh. Trên thế giới này cũng đâu có nói là hai người phải quen bao lâu thì mới được kết hôn. Chelsea, anh biết là em vì muốn tốt cho công ty, lo cho công ty. Nhưng mà chuyện hạnh phúc cả đời không phải để lấy ra cá cược đâu. Em có biết không? Bây giờ em chỉ là đính hôn thôi, không phải kết hôn. Nếu bây giờ em hối hận sẽ không có ai phản đối em đâu. Em cũng phải suy nghĩ cho ba mà. Bác hai thương em như vậy chắc chắn sẽ ủng hộ em mà. Em chỉ lo lắng cho sức khỏe của ba thôi. Sức khỏe của bác có vấn đề gì à? Ý em nói là nếu em hối hôn em sợ bác không chấp nhận được. Quả bơm ở đây, cho nổ thế nào thì cậu tự làm chủ đi. Tại sao lại giúp tôi? Tôi hoàn toàn là vì Chelsea. Nếu cậu không muốn người phụ nữ cậu yêu phải lấy người khác, đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, bên ông thế nào? Tôi bố trí mọi tốt như vậy, đương nhiên là phải đợi ca lớn cắn câu rồi. Thiếu Cường, tôi có hẹn với người đưa tin trong bệnh viện để lấy tin. Bây giờ đang tới công viên đối diện của bệnh viện để gặp anh ta. Yeah.
Đi,